Theo nhà thuốc cho em hỏi là bốn vị thuốc xạ đen, diệp họa châu, mật nhân, cà gai leo sắc chung với nhau có được hay không? Và khi uống thì một đợt khoảng bao lâu thì nghỉ cách ngày rồi uống lại ạ? À? Em xin cảm ơn. Chào bạn, theo dân gian thì bốn vị thuốc cây xạ đen, diệp họa châu, mật nhân, cà gai leo thì bạn có thể sắp uống chung với nhau được bình thường bạn nhé. Dùng chung những vị thuốc trên thì sẽ có tác dụng là tăng cường chức năng gan và điều trị bệnh viêm gan B. Bạn có thể sử dụng hàng ngày liên tục mà không cần nghỉ ngắt quãng. Liều dùng là mỗi vị 15g, riêng rễ cây mật nhân thì 5g, sau đó thì rửa sạch đun uống thay nước hàng ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.